Chào bạn, hôm nay Nội địa Nhật Bản sẽ cùng bạn dùng thử chiếc đài của hãng Aiwa. Đây là chiếc đài radio cassette có mã là CSP506, có thiết kế màu xanh rất là đẹp. Mặt trước các bạn thấy có cái cửa băng này để nghe băng cassette bình thường đấy, và hai loa hai bên có ba băng tần là AM, FM và TV, có thể nghe được tới tần số 108, nên có thể nghe được các cái đài của Việt Nam các bạn nhé. Bên trên là các cái núm điều khiển, đây là núm âm lượng này, điều chỉnh chế độ băng hoặc là radio. Đây là phát nhạc từ băng đấy, hoặc là có thể ghi âm được này. Còn đây là chọn băng tần. Đây, còn cái micro này để các bạn thu âm, nói bên ngoài. Và núm này để các bạn xoay, dò tần số. Mặt sau thì chúng ta sẽ thấy có quai sách này, băng ten để bắt radio. Nó sử dụng 4 viên pin tiểu, điện thế là 6V với đài này. Thì các bạn lắp vào đây có thể xét đi nghe được. Còn đây là cái năm sản xuất là năm 2004. Cái núm M này này để chúng ta chỉnh motor nhanh chậm đấy. Các bạn thấy nó chạy chậm ấy thì các bạn chỉnh tăng lên là motor sẽ chạy nhanh để âm thanh không bị méo. Nhưng còn mặt sau dưới đáy ấy, ta sẽ nhìn thấy thông số là model này CSP506, sản xuất dành cho thị trường Nhật Bản. Bên cạnh này có lỗ cắm DC 6V và cổng tai nghe. Bây giờ chúng ta sẽ thử nhé. Sẽ gắn cái nguồn 6V DC vào cổng bên trái này để nghe nhé. Nghe băng. Nghe băng cassette thông thường này. Play. Volume to này. Có thể tua nhanh được này. Còn radio các bạn gạt sang bên phải. Đây là băng tần AM. Mặc dù trong nhà bê tông nhưng các bạn thấy AM vẫn bắt được này. Khi bắt thì đèn nó màu sáng nhé. Còn FM gạt sang bên giữa. Có thể dùng băng ten để bắt rõ hơn. Đây là FM stereo. Bắt được hết các đài Việt Nam nhé. Bảo vệ sức khỏe nano đông trùng. Âm thanh nghe rất là rõ. Trong âm lượng kích cỡ này. Sao bà biết sản phẩm hỗ trợ bổ phổi, bổ thận. Còn bên này TV, tuy nhiên bây giờ người ta không phát TV nữa rồi. Chỉ có FM và AM thôi. Còn đằng sau ta sẽ thấy tay cầm này. Về kích thước ta sẽ có cái đài này hình chữ nhật. Bề ngang là khoảng 28 cm, chiều cao là khoảng 9 cm, và chiều dày là khoảng 4,5 cm. Thì nếu mà các bạn quan tâm tới cái đài radio cassette của Aiwa có hai loa và rất là nhỏ gọn, các bạn có thể liên hệ theo số điện thoại bên dưới và đừng quên đăng ký kênh Nội địa Nhật Bản để có thêm nhiều thông tin về các cái sản phẩm dành cho thị trường Nhật. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.